Rồi, thầy xin chào tất cả các con. Nào, chúng ta sẽ bắt đầu buổi học ngay bây giờ. À ở đây thầy đang thấy có đăng nhập là Marcos là chắc là bắt đăng đúng không ạ? Thế còn à, tụi Linh thì chắc là chưa chưa thấy vào. Ok, rồi không sao. Nào, chúng ta sẽ bắt đầu buổi học ngay bây giờ các con nhé. Thầy sẽ chia sẻ màn hình trước lại này. Rồi. Ok. Rồi bật cam lên nào thì chúng ta bắt đầu buổi học à, chúng ta sẽ ở nội dung của cái buổi học ngày hôm nay thì trước hết là như này các con nhá ở buổi học trước thì thầy và các con đã cùng nhau học ôn tập lại toàn bộ cái phần liên quan đến đơn thức này khái niệm thế nào là đơn thức thế nào là đa thức đơn thức đồng dạng cách thức tìm bậc này rồi phần chứa biến này phần hệ số của một đơn thức như thế nào thì thầy và các con đã được ôn tập lại hết rồi. Thì đây chính là nội dung của chương trình những cái bài đầu tiên của chương trình toán 8. Được chưa các con? Được chưa nào? Đấy là những nội dung đầu tiên của chương trình toán 8. Vậy trước khi mà vào nội dung của buổi ngày hôm nay thì thầy nhắc lại một lần cuối cùng nào. Thầy nhắc lại một lần cuối cùng nhá. Các con chú ý này. À, đầu tiên là cái phần này là phần thầy nhắc lại. Nhắc lại nhá. nhắc lại chú ý này thứ nhất nói về đơn thức thì thầy sẽ không định nghĩa lại nữa bởi vì sao đơn thức thì người ta sẽ định nghĩa nó là một biểu thức đại số ví dụ trường hợp đầu tiên nó chỉ gồm có một số thôi ví dụ như là âm ba không 15 3 phần 4 Thì tất cả những cái số này đều được gọi là đơn thức Được chưa nào hoặc là một biến Một biến Ví dụ như là x mũ 2 này Y mũ 3 này T mũ 5 này Được chưa nào Thì tất cả những thằng này đều được gọi tên là đơn thức một biến Cho dù nó có dưới dạng lũy thừa hay không Đều là đơn thức dưới dạng một biến Ok Và dạng cuối cùng Đó là tích Của các số Và các biến Đấy, Cái dạng cuối cùng là quen thuộc nhất khi đó thì các con sẽ nhìn thấy nó dưới dạng ví dụ âm 2 phần 5 x mũ 3 y z t gì đó. Được chưa nào? Tức là nó gồm có phần số này. Và cái thằng đằng sau này thầy sẽ dùng nó là màu xanh nhá Đây được gọi tên nó là phần chứa biến. Được chưa nào? Phần chứa biến. Đấy, ok. Được chưa? Rồi, các con chờ thầy một chút. Thầy sẽ gửi link có có bạn là chưa nhận được link. Ok. Nào, tiếp tục nhá. Tập trung này. Vậy thì với cái việc mà tích của các số và các biến thì đơn thức của chúng ta nó còn có thể có dạng như sau. Cả lớp nhìn. Đơn thức A này bằng này. Đơn thức A của chúng ta có thể là như sau nhá. A bằng 1 phần 2 x bình phương y mở ngoặc âm 3 phần 7 x y mũ 2 x mũ 3 y đóng mở ngoặc mũ 3 được chưa cả lớp vậy thì dưới dạng này các con còn nhớ không ạ đơn thức này nó gồm có rất nhiều các số và các biến đang xếp lộn xộn đúng không ạ đang xếp lộn xộn vậy thì trong trường hợp này thì chúng ta lưu ý này nó sẽ có cái dạng bài đầu tiên về liên quan đến phần đơn thức đó chính là khái niệm thu gọn một đơn thức. Vậy thu gọn có nghĩa là gì? Là chúng ta đi kết hợp tất cả các phần số lại với nhau. 1 phần 2, âm 3 phần 7. Nhưng các con nhớ là ở đây nó có mũ 2 nhá Vậy thấy được này, 1 phần 2 này. Nhân với âm 3 phần 7 đóng mở ngoặc mũ 2. Và tất cả thằng này được gọi tên nó là phần số ghép lại với nhau. Và tất cả các phần biến của cùng một chữ cái. Biến của chữ cái x này chữ cái x này, chữ cái x này thì chúng ta cần phải ghép lại với nhau thì cái quá trình mà thực hiện này được gọi tên là thu gọn đơn thức. Được chưa cả lớp? Nào, các con đã nhớ lại được khái niệm thu gọn chưa? Cái này chúng ta làm rất nhiều lần nhưng mà bây giờ là nó gọi tên nó là thu gọn đơn thức nhá. Nào, sẽ gồm có những cái gì nào? À, Tuấn hỗ trợ thầy một chút nào. Cho thầy biết trong trường hợp này ghép những cái thằng nào của biến x nào? Có những thằng nào nào? Đọc thật nhanh. À, X mũ 2 X mũ 2 à X mũ Mạnh dạn đọc thoải mái X mũ 2 X này 9 Có ở ngoài này nữa X mũ 2 nữa đúng không Rất chính xác Còn một thằng cuối cùng là X mũ 9 Rất tốt Nào thế còn Y nào Nhanh Y Y, nhân... y mũ 2 y... Rất tốt à. Đúng rồi Ok Rất chính xác ạ à. Đến đây thì các con tính cho thầy kết quả của phép nhân các số này với nhau và thu gọn các lũy thừa cùng cơ số đúng không? Nào, thầy thu gọn nhá. Trong trường hợp này âm 3 phần 7 mũ 2 lên nó sẽ là 9 phần 49. 9 phần 49 mà lại nhân 1 phần 2 vậy nó là 9 phần 98 được không cả lớp? Đây chính là phần số của chúng ta. Còn phần chứa biến sẽ gồm có x mũ 13, y mũ 6. Vậy nhớ nhá cả lớp như này. Đây được gọi tên là phần hệ số nhá, phần hệ số. Đây là phần nhắc lại cho nên thầy viết rất là nhanh nhá. Có thể là thầy viết nhanh nên chữ rất là xấu nên các con chỉ cần là tập trung thôi. Phần đây được gọi tên nó là phần chứa biến. Đấy, được chưa? Phần chứa biến. Nào, thầy xin hỏi bạn uh, thầy xin hỏi bạn Lâm C một chút nào. Lâm C cho thầy hỏi kiến thức này thì chúng ta đã được học ở chương trình của cuối học kỳ 2 toán 7 rồi. Vậy Bậc của đơn thức này bằng bao nhiêu nào? Xin mời bạn Lâm nào. Bậc của đơn thức này là bao nhiêu đây, Lâm ơi? Đơn thức này có bậc bao nhiêu? Lâm. 19. À, chính xác luôn, rất tốt. 19, đó chính là chúng ta đi cộng các số mũ của các lũy thừa tương ứng với biến x và biến y chúng ta cộng lại với nhau đúng không? Vậy là 13 cộng 6 bằng 19. Vậy đơn thức này có bậc là 19. Rất tốt, ok. Rồi. Vậy phần thu gọn đơn thức và khái niệm chúng ta đã được nhắc lại xong, được chưa nào? Bây giờ chúng ta chuyển sang phần tiếp theo này. Nào, xin mời cả lớp hãy thực hiện cho thầy các phép tính bằng cách là vào bài tập số 1. Bài tập số 1 của chúng ta như sau, thực hiện phép tính thực hiện phép tính. Câu A. Biểu thức A của chúng ta bằng âm 3 phần 5 x mũ 3 y z mũ 2 cộng với 1 phần 2 x mũ 3 y z mũ 2 trừ 4 phần 3 x mũ 3 y z mũ 2. Rồi, xin mời cả lớp xử lý cho thầy bài toán này. Xin mời các con. Thật nhanh chóng. Chỉ có thời gian là 2 phút thôi. Những cái bài tập như thế này chúng ta sẽ không có nhiều thời gian đâu. Nào, xin mời cả lớp. Tất cả các con nhá. Xin mời bạn Phước Lâm C, Tuệ Linh xử lý cho thầy. cả lớp có quan sát và phát hiện ra được các đơn thức ở đây đều có chứa phần chứa biến là x mũ 3 yz bình phương đúng không? Như vậy thực chất là ba cái thằng này đang được gọi tên là ba đơn thức đồng dạng hay còn gọi tên là các hạng tử đồng dạng. Vậy thì để thực hiện phép tính này, thực chất là chúng ta sẽ đặt được thừa số chung ra ngoài, đó chính là thành phần x mũ 3 này, yz bình phương này đặt ra ngoài thì chúng ta sẽ còn lại các phần số ghép lại với nhau nào xin mời các con tính giúp cho thầy xem kết quả của biểu thức a này bằng bao nhiêu nào <laughs> bạn nào xong comment cho thầy nào những bạn nào làm xong rồi thì comment nhanh uh, cái kết quả của con cho thầy để thầy xác nhận xem là đúng hay sai nhé uh, ok thầy cảm ơn lâm a uh, Tuy nhiên Lâm A ơi con hãy kiểm tra lại giúp thầy một chút. Tại sao lại là x mũ 3 y z bình phương trừ 2/5 nhỉ? Thầy thấy chưa hiểu lắm. Con hãy uh, kiểm tra lại giúp thầy xem nào. Ở đây là cái phần cả lớp nhìn nhá. Cái phần chứa biến của chúng ta là x mũ 3 y z bình phương này này, nó đang giống hệt nhau. Như vậy nếu giống hệt nhau chúng ta được phép đặt nó làm thừa số chung ra ngoài. Như vậy còn lại các thành phần đó là âm -3/5 này, Lâm này cộng 1 phần 2 này và trừ 4 phần 3 này. Và chúng ta cần phải tìm xem thằng này bằng bao nhiêu. Nào, tính cho thầy nào. <laughs> ok, thầy cảm ơn Phước. Tuy nhiên đáp án của Phước chưa chính xác. Kiểm tra lại cho thầy. Rồi ok, thầy cảm ơn bạn đăng. Chính xác rồi, rất tốt. Nào, Lâm C, Tự Linh, Phú Bảo. Tuấn, kết quả của các con đâu? Ở đây là phép cộng trừ của các phân số đúng không? Cái này thì chúng ta sẽ phải làm rất rất là thành thạo rồi chứ đúng không các con? Không có lý do gì mà chúng ta lại cộng trừ nhầm các phân số này cả 5, 2, 3 Mẫu số chung trong trường hợp này là 30 Vậy chỗ này sẽ là bao nhiêu các con nhỉ Phân số đầu tiên phải nhân cả tử ở mẫu với với 6 Rồi thầy cảm ơn Tuệ Linh ạ à. Đáp án của con chính xác rồi Rất tốt Âm 18 này Cộng với này 15 phần 30 này Trừ đi 40 phần 30 này Và đến đây ba thằng này mẫu số chung rồi Vậy ta có âm 18 Cộng 15 Trừ 40 Trên 30 và thằng này sẽ kết quả là bằng bao nhiêu cả lớp nhỉ Bao nhiêu đây Âm 3 vậy là trừ 43 phần 30 Và đây đóng vai trò là hệ số của đơn thức Nhân với x mũ 3 y z bình phương ở phía sau các con nhá Nào cả lớp ok chưa Ôi, Thầy xin hỏi Tuệ Linh một chút Đơn thức này của chúng ta Đơn thức A có bậc là bằng bao nhiêu Xin mời Tuệ Linh nào ừ, Thầy đơn thức A có bậc là 5 Không chính xác ở đây con còn nhớ không ạ? À? Bậc của đơn thức được xác định bằng tổng các lũy thừa với tức là số mũ đây ạ. À. Vậy trong trường hợp này x có số mũ là 3, z có số mũ là 2. Nhưng y thì có số mũ là mấy ở Tuệ Linh? 1 ạ. Ờ thế thì cộng tổng lại bằng bao nhiêu? 6 ạ. Đúng rồi, phải là 6 con ạ, à, chứ không phải là 5 nhá. Nhớ chưa nào? Ok, rồi. Vậy thì ở cái việc câu A này các con đã xử lý rồi Tuy nhiên là thầy muốn các con là phải làm mạnh dạn hơn Quyết liệt hơn Làm một cái để ra được kết quả cho thầy nhé Sai cũng được Nhưng phải làm Năm nay thầy nói luôn này Năm nay là bản lề Cho toàn bộ chương trình của lớp 8, lớp 9 Nếu các con học không nghiêm túc Thì chắc chắn là chúng ta sẽ không thể nào thi vào cấp 3 Với điểm số tốt được Thầy cam đoan với các con luôn đấy Ở trong lớp của chúng ta hiện tại chỉ có duy nhất là bạn Phước đang ở Nam Định thôi, bởi vì nhà bạn quê gốc của Nam Định nên bạn đang ở Nam Định. Thế còn tất cả những bạn còn lại đều ở Hà Nội. Mà các con không tập trung vào thì các con biết đấy, năm vừa rồi các anh chị thi lớp 9 đến lớp 10 cực kỳ khó khăn luôn. Được chưa? Điểm thi vào cấp 3 điểm rất cao. Nếu như không cố gắng thì toán văn anh các con không thể nào đạt được điểm trung bình là 8,5 đổ lên đâu. Và như vậy cái việc đỗ vào nó rất là khó. Vì vậy phải chăm chỉ hơn lớp 6, lớp 7 rất rất nhiều cả lớp nhớ nhá. Được chưa nào? Ok. Nào, xử lý cho thầy cô B này. Nhanh chóng nhá. Hôm nay chúng ta không có thời gian để nghỉ ngơi đâu. Biểu thức B của chúng ta như sau. 3 phần 4 x t bình phương trừ đi 1 phần 2 x bình phương y cộng 2 phần 5 X T bình phương trừ 3 phần 5 X bình phương Y. Rồi, xin mời các con hãy xử lý cho thầy bài toán này. Trong trường hợp này, chúng ta đang phải đi thu gọn biểu thức B vậy thu gọn bằng cách nào đó là phải đi xác định các đơn thức đồng dạng chúng ta phải ghép chúng lại với nhau sau khi các con ghép lại được với nhau rồi thì chúng ta sẽ đưa được về một biểu thức thu gọn nào cố gắng lên ok thầy cảm ơn bạn phước tuy nhiên bạn phước uh, kiểm tra lại giúp thầy xem liệu biểu thức b này có phải duy nhất mỗi đơn thức xt bình phương không hay nó còn cả đơn thức x bình phương y nữa OK, thầy cảm ơn bạn Lâm A. À, trong trường hợp này là Lâm A đang bị nhầm lẫn mất một chút, được chưa nào? À, OK, không sao. À, thầy cảm ơn Phú Bảo. Rồi, chúc mừng bạn Phú Bảo, đáp án rất chính xác. Ở đây là Lâm A là đáp án của con bị sai mất một chút là do là con tính toán chưa thật sự cẩn thận thôi được không nào rồi ok thầy xin mời bạn uh... thầy xin mời bạn Tuấn nào hỗ trợ thầy xử lý trong ý này cho thầy nào thầy xin mời con nào con gộp 3 phần 4 x ờ, t cộng... 3 phần 4 x t bình phương này chúng ta sẽ phải đi ghép với cái thằng đơn thức đồng dạng với nó là 2 phần 5 x t bình phương đúng không con cho nó vào trong ngoặc là một cặp còn cặp còn lại nó là nhìn này trừ đi 1 phần 2 x bình phương y sau đó lại tiếp tục trừ đi 3 phần 5 x bình phương y vậy ở đây lâm A con đang bị nhầm mất phần số đó chính là do bị nhập dấu được không con nào tiếp tục này trừ đi mở ngoặc 1 phần 2 x bình phương y cộng với 3 phần 5 x bình phương y Tuấn ơi thầy viết như này liệu con có ok không được không con có ờ, con. Rồi, bây giờ con cộng cho thầy hai cái thằng ở trong ngoặc nào, hai thằng trong ngoặc này. Kết quả bằng bao nhiêu nào? Hai thằng đầu tiên là bằng 15 phần 10 cộng 8 phần 20. Đúng rồi, 8 phần 20. À, 15, 15 phần 15, 20. 15 phần 20 cộng 8 phần 20 rất chính xác. Đọc luôn kết quả đi. Bây giờ chúng ta lên lớp 8 rồi. À. Không còn học sinh lớp 7 nữa rồi. Kết quả đi. Nào, cho thầy xin kết quả. 15 23. cộng 8 à. là bằng 23, đúng không? 23/20 à, 20. xt bình phương. Đây đúng Trừ đi bao nhiêu đằng sau? Bạn Lâm C gửi cho thầy kết quả thì bị sai mất à, hệ. À. hệ số của phần đằng sau. Mẫu số chung là 10 đúng không con? Vậy là bao nhiêu? Rồi. À năm này 10, 6, 10. không phải là trừ 6 phần 10 mà là hai thằng này cùng trừ cho nên thầy cho vào trong ngoặc là dấu cộng rồi con ạ à. Vậy nó là 5 phần 10 cộng 6 phần 10 Vậy là 11 phần 10 phần đây là hệ số của cái thằng đơn thức x bình phương y đúng không còn? Và trước nó là dấu ngoặc là dấu trừ cho nên là trừ 11 phần 10 x bình phương y Chuẩn chưa Tuấn ơi ừ. Ờ ok Nào Lâm A, Lâm B, hai con kiểm tra giúp thầy xem phần hệ số hai con bị nhầm lẫn và thầy sửa lại là trừ 11 phần 10. Các con ok hoàn toàn chưa? Nhất trí đúng không? Đúng. Ừ. Rồi ok. Nào, ý cuối cùng trong cái nội dung này nhá, ý C cho thầy nào. C này, C bằng âm 3 phần 5 x bình phương y trừ đi 1 phần 2 x bình phương y cộng 4 phần 3 x bình phương y trừ 2 x bình phương y cộng 5 phần 4 x bình phương y. Rồi, xin mời cả lớp. Cho thầy biết, sau khi thu gọn xong thì kết quả của biểu thức C này bằng bao nhiêu? Nào, xin mời cả lớp. 2 phút là quá nhiều để dành cho các con bàn nào xong cho thầy xin kết quả nha rồi chúc mừng lâm a à, đáp án của con chính xác tốt Các bạn còn lại thì sao? Ok, thầy cảm ơn Tuệ Linh. Đáp án của con chính xác rồi, rất tốt. Nào, các bạn còn lại đâu? Cho thầy xin kết quả nào? Ở đây rõ ràng là đây là phép cộng trừ của các đơn thức nhưng mà lại là các đơn thức đồng dạng. Như vậy là chúng ta có thể giữ nguyên cái phần chứa biến của chúng ta đó là x bình phương y đặt ra ngoài làm thừa số chung. Đúng không ạ? À, ok, thầy cảm ơn đoạn Phước. Tuy nhiên đáp án này của Phước chưa chính xác rồi. Đang bị nhầm lẫn Vậy ta đặt được x bình phương y này ra ngoài làm thừa số chung. Còn tất cả các phần số của các đơn thức ở đây gồm có âm 3 phần 5 này trừ 1 phần 2 này cộng 4 phần 3 này trừ 2 này cộng 5/4 này và cái kết quả trong ngoặc này đóng vai trò sẽ là hệ số của đơn thức C được chưa nào? Vấn đề là các con chỉ cần tính toán chính xác thôi. Thế còn nếu như cái thằng này mà nếu mà tính nhầm thì coi như là bài toán kết thúc, Được, không? được chưa nào? Nào. Tuấn cho thầy hỏi kết quả của con là bao nhiêu? Phú bảo nữa. Con là 8, 9, 60 1960 2. Ờ à, bao nhiêu ạ? À? 89/60 2 hả à con? Vâng. Ừ. Ờ à, đáp án chưa chính xác. <laughs> 89/60 2. À à, đúng đấy nhưng mà rồi ơi, tại sao lại lại còn giữ nguyên là 89/60 xong lại trừ đi 2 nữa? Thế nó có nhiêu? đang gì. Ối giời. Là chúng ta sẽ đưa thành 89/60 trừ đi hai này chúng ta sẽ quy đồng mẫu số chung lên là 120 phần 60 các con nhé. Và đáp án trong trường hợp này phần hệ số của chúng ta đó là âm 31 phần 60 x bình phương y. Và đây chính là đáp án rất chính xác mà bạn Lâm A và bạn uh, Tuệ Linh đã cung cấp cho thầy. Được chưa nào? Thầy cảm ơn hai con. Rất chính xác. Ồ, thấy Phú Bảo làm có vẻ hơi chậm nhỉ? Đăng ơi, con có ra đáp án giống như này không? có ạ. Ok. Phước ơi con bị nhầm chỗ nào mà lại ra đáp án là nó là chữ 7. Em phải nhầm ở chỗ dấu trừ ạ. Ờ nhầm ở chỗ dấu trừ. Vậy lần sau làm cẩn thận hơn nữa nhá. Được chưa nào? Rồi, như vậy cái phần kiến thức về đơn thức của chúng ta đến đây là chấm dứt. Bây giờ chúng ta sẽ luyện rèn luyện một chút về đa thức. Luyện một chút về đa thức nhá. Sau đó nội dung phần tiếp theo trong buổi ngày hôm nay đó là chúng ta sẽ đi vào phần lý thuyết phép nhân đơn thức với đa thức và đa thức với đa thức rất quan trọng các con nhá. Nội dung phần này tuy là nó không khó nhưng là rất quan trọng nên phải tập trung. Nào. À, bài số 3. Bài số 3. Thực hiện cho thầy như sau. Thực hiện phép tính. Thực hiện phép tính. Thực hiện phép tính biết rằng a của chúng ta bằng x mũ 3 x mũ 3 trừ 4 x mũ 2 cộng 7 x trừ 6 còn đa thức b của chúng ta bằng trừ x mũ 3 cộng 3 x bình phương trừ 5 x trừ 5 x cộng 4 Yêu cầu của bài toán là hãy xác định xem A cộng B và A trừ B. Thời gian để dành cho các con xử lý bài số 3 này là 4 phút. Xin mời cả lớp. Lập tức làm ngay cho thầy. Bắt tay và làm luôn. Không một bạn nào bây giờ thầy nói luôn rồi đấy. Năm nay mà chúng ta vẫn còn mà mải mê với những cái thú vui khác là sẽ tòi đấy tờ ơi tòi đấy được chưa đây chính là thuộc nội dung về phép cộng và phép trừ đa thức của chúng ta mà đã được học ở cuối học kỳ 2 toán 7 đúng không Tuy nhiên kiến thức này được nhắc lại ở những cái bài đầu tiên của toán 8 các con nhé cho nên là các con khi mà các con dở sách toán tám ra các con sẽ thấy được nội dung về phần này Rồi, đã có bạn nào xử lý thành công được phép tính cộng của hai đa thức chưa? Phần này thì thầy nhớ ngày trước cái khi mà thầy dạy các con ở cuối học kỳ 2 toán 7 ấy, thì phần này nội dung này thì thầy thấy bạn uh, Tuấn làm khá tốt này. Uh, Tùng Lâm làm thỉnh thoảng cũng bị nhầm dấu mất một chút, Phú Bảo cũng tạm tạm, Tuệ Linh làm tương đối tốt. Đấy. Hy vọng là sau một vài tháng hè thì kỹ năng về phần này các con vẫn còn giữ được nhé nào có bạn nào đã thành công chưa ok rồi thì cảm ơn phú bảo ạ à. rồi rất chính xác chúc mừng phú bảo đáp án rất chính xác luôn rất tốt rồi chúc mừng lâm a đáp án chính xác chúc mừng lâm c đáp án câu a của con chuẩn rồi rồi chúc mừng tuấn đáp án câu a của con chính xác rồi chúc mừng đăng đáp án của con chuẩn rồi thầy còn đang chờ tuệ linh ạ à? chắc là tuệ linh đang dành thời gian để à, đánh cả đáp án của hai câu có đúng không ạ Được. ok à, thầy cảm ơn bạn phước à, trong trường hợp này thì đáp án phép cộng và phép trừ à, phước ơi cả hai câu của con về phép cộng và phép trừ đều đang bị nhầm lẫn Phước kiểm tra lại nhé. À. à, Đăng ơi, đáp án của con gửi cho thầy ở ý b, ở cái ý phép trừ là đang bị nhầm lẫn à, con kiểm tra lại. Rồi, chúc mừng bạn Lâm C, đã đáp án rất chính xác, rất tốt. Rồi. <laughs> Đáp án ý thứ hai phép tính trừ hai đa thức này à, Tuấn đang bị nhầm mất phần đơn thức bậc 3 con ạ. Cái phần hệ số đơn thức bậc 3 của con là đang bị nhầm mất một chút được chưa nào? Rồi như vậy là đa phần thầy thấy là cả lớp làm tương đối tốt chỉ có duy nhất là Tuệ Linh thì chưa gửi cho thầy thôi thầy đang chờ nốt Tuệ Linh sau đó thầy sẽ uh, hướng dẫn lại cho các con cái cách làm cái nội dung của cái ý này để không bao giờ bị thiếu sót nhầm lẫn nhé thầy đang chờ tuyển linh đây à bạn Tuệ Linh vừa gửi cho thầy rồi à để thầy kiểm tra nhá à bạn Tuệ Linh bị nhầm dấu mất một chút không biết là do là con bị uh, sơ ý do lúc đánh cho thầy hay là như thế nào nhưng mà đang bị nhầm mất một chút chút đúng không ạ đang bị nhầm mất một tí ti đó chính là phần hệ số của đơn thức x trong cái ý b là a trừ b ạ à. Tuệ Linh phát hiện ra chưa ạ à? đúng không con? Nào Thầy cùng các con sẽ cùng nhau xử lý ngay bây giờ nhé Cả lớp nhìn này Ở cái phép tính A cộng B Thì chúng ta sẽ xử lý nó đặt theo hàng ngang Thầy sẽ lấy 3x mũ 3 Trừ 4x bình phương Cộng 7x Trừ 6 cho vào trong ngoặc Cộng với đơn thức B cho vào trong ngoặc là Trừ x mũ 3 Cộng 3x bình phương trừ 5x cộng với 4 cho vào trong ngoặc được không nào? Đến đây thì chúng ta phá tung ngoặc ra thì trước dấu ngoặc là cái thằng đầu tiên thì không có gì nhưng chúng ta mặc định nó chính là dấu cộng. Còn thằng đằng sau thì trước nó là dấu cộng, như vậy thì tất cả các thành phần trong ngoặc cần phải giữ nguyên dấu. Bởi vì đây được gọi là quy tắc phá dấu ngoặc, các con nhớ lại quy tắc nhé. Nếu như A mà cộng với mở ngoặc B cộng C thì thằng này lập tức sẽ bằng A cộng B cộng C nếu như a trừ đi mở ngoặc b trừ c thì phá dấu ngoặc ra sẽ bằng là a trừ đi b và đổi dấu phải biến thành là cộng c được chưa nào vậy đến đây ta sẽ có được 3x mũ 3 thầy sẽ ghép luôn với thằng trừ x mũ 3 phía sau thầy ghép lại với nhau cộng với mở ngoặc âm 4x bình phương thầy cộng với 3x bình phương ghép lại với nhau cộng với dương 7x trừ đi 5x ghép lại với nhau và hàng cuối cùng là cộng với âm 6 cộng với 4 ghép lại với nhau. Vậy đến đây các con có biết là nó bằng bao nhiêu chưa? 2x mũ 3 này, trừ đi x bình phương này, cộng với 2x này và trừ đi 2. Đây chính là đáp án của ý cộng hai đa thức nhé. Hoàn toàn tương tự thì A trừ B của chúng ta thầy sẽ viết nhanh đáp án này. Nó là 4x mũ 3, được chưa nào? Trừ 7x bình phương cộng 12x và cuối cùng là trừ đi 10. Xin mời cả lớp kiểm tra lại cho thầy xem các con đã phát hiện ra được nhầm lẫn của mình ở chỗ nào chưa? nào, bạn Phước, cả hai ý cộng trừ của con đang có sự nhầm lẫn, vậy thì con đã phát hiện ra được vì sao mình nhầm chưa ạ? đúng con. Yeah. OK. Rồi, rất tốt. trong lớp có bạn Phú Bảo, bạn Lâm, a à, là hai bạn làm rất chính xác. được chưa nào? OK. Bây giờ chúng ta sẽ chuyển sang nội dung của bài tiếp theo nhá. Bài cuối cùng về phần đa thức này. Bài số 4. Cho đa thức A bằng 3x bình phương trừ 7x cộng 6. Đa thức B bằng âm 2x bình phương cộng 4x chứ 5. Tìm H bằng tìm h biết rằng biết rằng a bằng b cộng với h được chưa đây là ý thứ nhất ý thứ hai tính giá trị của biểu thức h tính giá trị của biểu thức h khi x bằng 2 rồi, xin mời cả lớp xử lý cho thầy bài số 4 này. Xin mời các con. Bài số 4 này, các con sẽ có thời gian là 4 phút. Thôi cho hẳn 5 phút đi. Thầy thấy là kỹ năng của các con sau mấy tháng hè bị mai một rất nhiều ấy nhá. Nào. 5 phút để xử lý bài toán này. Xin mời cả lớp. bài tập về nhà tuần trước thầy có giao cho các con có thời gian hoàn thành đến ngày chủ nhật tới các con nhá. cho nên những bạn nào mà các con chưa hoàn thiện và chưa nộp cho bài cho thầy thì phải hoàn thiện đi và hạn cuối là chủ nhật. Rồi, đáp án của Đăng chính xác rồi. À, Phú Bảo ơi, con kiểm tra lại một chút. Rồi, OK. Thầy cảm ơn Lâm C. À, đáp án của Phước chưa chính xác. Phước kiểm tra lại giúp thầy nào? Rồi, đáp án của Lâm A. Thầy cảm ơn con. Tuy nhiên, đáp án này chưa chính xác. Thầy cảm ơn Tuyệt Linh. Đáp án của con chưa chính xác. Ừ. À, đáp án của Phú Bảo ở nội dung tìm đa thức hát thì chính xác rồi. Tuy nhiên giá trị của đa thức H này khi x bằng 2 thì lại con lại đang làm chưa chính xác. Nào, Tuấn cho thầy xin kết quả nào. ở trong trường hợp này thì các con phải lưu ý này ở đây ta đang có một cái sự liên hệ giữa a, b và h các con phải hết sức quan lưu ý về cái này nhé nếu như a bằng b cộng h mà người ta bảo rằng là muốn tìm h thì rõ ràng h đang đóng vai trò là một số hạng được chưa là một số hạng vậy muốn tìm số hạng h ta sẽ phải lấy a là đóng vai trò là tổng trừ đi số hạng B. Như vậy là để tìm H, thực chất là chúng ta đang đi thực hiện phép tính trừ của hai đa thức. Được không các con? Nào, vậy thì trừ nhá. H bằng A trừ B thì sẽ bằng gì nhỉ? Đóng mở ngoặc 3x bình phương trừ 7x cộng 6, đóng ngoặc lại đây là A. Trừ đi B là âm 2x bình phương cộng 4x trừ 5 cho vào trong ngoặc cho thầy. Đến đây thì phá tung giống ngoặc ra là 3x bình phương trừ 7x cộng 6 cộng với 2x bình phương trừ 4x cộng với 5. Và đến đây ta thu gọn các đơn thức đồng dạng. 3x bình phương với 2x bình phương gộp lại là 5x bình phương. Được chưa? À, trừ 7x và âm 4x. Trừ 7 trừ 4. Vậy là trừ 11x. Được chưa? cộng 6 cộng 5 là dương 11. Đến đây thì câu hỏi đặt ra là tìm giá trị của biểu thức H khi x bằng 2. Như vậy có nghĩa là gì? Có nghĩa là chúng ta cần phải thay x bằng 2 vào biểu thức H của chúng ta, vào biểu thức H. Và chúng ta sẽ có được là H mở ngoặc 2 đóng ngoặc. Đây là cách ký hiệu của biểu thức H với giá trị khi mà x nhận bằng giá trị là bằng 2. Vậy đến đây các con sẽ thay x bằng 2 vào cái biểu thức h chúng ta ở trên nhá. Vậy là nhìn này, 5 này nhân với 2 mũ 2 trừ đi 11 nhân 2 cộng 11. Đến đây chúng ta sẽ bình tĩnh tính toán và ra được kết quả là là bằng 9. Được chưa cả lớp ơi? Nào, uy tín chưa? Như vậy thầy xin chúc mừng bạn Lâm C. À, bạn đăng là hai bạn có đáp án rất chính xác được chưa nào còn tất cả các bạn còn lại các con đang bị nhầm lẫn hơn một chút vậy Các con phải chú ý nhá Được chưa nào Ok rất tốt bạn đăng là một trong những bạn mà có giữ được phong độ tính toán và xử lý các bài tập khá là ok đấy ạ à? Rồi Chúc mừng con nào Cả lớp ơi các con đã ok và hiểu hoàn toàn nội dung của cái bài toán này chưa? Cả lớp lưu ý này Để tìm một cái biểu thức hay là một cái đa thức mà chúng ta đang quan tâm Thì các con cần phải liên hệ giữa H với A và B Và cái thằng này nó liên hệ bằng cách nào? Nó chính là cái phần bôi vàng của chúng ta Nó chính là A bằng B cộng H đúng không các con? Vậy muốn tìm H thì phải tìm xem H đóng vai trò là gì? H nó chính là một số hạng và số hạng này thì sẽ bằng là a trừ b các con nhé được chưa nào ok rồi như vậy nội dung của phần đơn thức đa thức kiến thức cơ bản thầy và các con đã xử lý trọn vẹn xong bây giờ là lúc chúng ta đi vào phần kiến thức mới của buổi học ngày hôm nay được chưa nào xin mời các con ghi cho thầy đầu bài của phần mới ta có như sau hai là mã nội dung một la mã là ôn tập nhá luyện tập những kiến thức ở buổi trước và bây giờ là hai la mã các con ghi cho thầy đầu bài phép nhân phép nhân đơn thức với đa thức phép nhân một đơn thức với đa thức vậy thì đối với phép nhân này thì chúng ta cần phải nhớ quy tắc nhân như thế nào thì các con lưu ý này nếu như thầy có một đơn thức a nhân với đa thức thì thầy xin phép viết đa thức này dưới dạng là phép cộng của các đơn thức trong ngoặc ví dụ như b cộng c được chưa nào vậy thì a ở đây là đơn thức b cộng c đóng vai trò là một đa thức Vậy phép nhân này không khác gì một phép nhân mà chúng ta đã được học ngay từ dưới cấp 1. Đó tính đó chính là tính chất phân phối của phép nhân của một số với một tổng. Thì đến đây chúng ta cần thực hiện phép nhân này như sau, lấy a nhân với từng số hạng của tổng, đúng không các con? Tức là sẽ bằng là a nhân với b rồi cộng với a nhân với c. Được chưa? Thế còn lý thuyết của chương trình toán 8 thì sẽ phát biểu phép nhân này như sau, cả lớp chú ý này. Nào, chú ý nhá. Định nghĩa về phép nhân. Phép nhân. Đơn thức với một đa thức thì được phát biểu như sau. Đơn thức với đa thức thì người ta sẽ phát biểu như sau. Để thực hiện phép nhân một đơn thức với một đa thức thì ta lấy đơn thức ta lấy đơn thức nhân với từng hạng tử từ. với từng hạng tử từ của đa thức nhân đơn thức với từng hạng tử từ của đa thức rồi cộng mở ngoặc trừ các tích với nhau rồi cộng đóng mở ngoặc trừ các tích với nhau. Tại sao thầy lại dùng là cộng đóng mở ngoặc trừ? Bởi vì với công thức này là a đăng nhân mở ngoặc b cộng c thì ta còn một công thức tổng quát thứ hai đó là a nhân mở ngoặc b trừ c. Vậy đến đây ta sẽ được là a nhân b trừ a nhân c và đây chính là cộng trừ các tích với nhau đấy các con ạ. À. Được chưa nào? Vậy các con đóng khung cho thầy hai công thức này lại nhá. Nào, xin mời cả lớp đóng khung hai công thức này lại cho thầy. Đó chính là như sau. Rồi, sau đó nốt thật nhanh cái lý thuyết về phép nhân đơn thức với đa thức này vào trong vở cho thầy. Xin mời các con. Để thực hiện phép nhân đa đơn thức với một đa thức ta lấy đơn thức nhân với từng hạng tử của đa thức rồi cộng hoặc trừ các tích với nhau lý thuyết cực đơn giản luôn Được chưa nào? Vậy với lý thuyết như thế này, xin mời cả lớp hãy xử lý cho thầy bài tập số 4 của chúng ta với nội dung như sau. Bài 4. Thực hiện phép tính. Thực hiện phép tính. Nào, xin mời các con. Thầy sẽ giữ nguyên lý thuyết ở bên trên để cho các con quan sát nếu cần chúng ta có thể nhìn để chúng ta xử lý vào bài số 4 này nhá. Nào, ý A của chúng ta đầu bài như sau. 3x bình phương nhân với mở ngoặc 2x bình phương trừ 3x cộng 5 đóng ngoặc đây là ý A. Ý B 1 phần 2x mũ 3 đóng mở ngoặc nhân với mở ngoặc 4x mũ 2 trừ 3x cộng 1 đóng ngoặc. Rồi, xin mời cả lớp thực hiện cho thầy hai phép tính ở nội dung của bài số 4. Thời gian để dành cho các con chuẩn bị là 3 phút. Xin mời cả lớp Ok, thầy cảm ơn bạn Phước. Thầy sẽ xác nhận kết quả cho con ngay bây giờ đây. Rồi, đáp án IA của con rất chính xác. Tốt. Nào, trong trường hợp này các con chú ý này. Với quy tắc thực hiện phép tính nhân của đơn thức với một đa thức thì chúng ta sẽ thực hiện đó là lấy đơn thức 3x bình phương nhân với từng hạng tử của đa thức. Vậy trong trường hợp này ta sẽ phải lấy 3x bình phương nhân với hạng tử 2x bình phương này rồi nhân với hạng tử 3x này và nhân cả với hạng tử 5 được chưa các con? Rồi cộng trừ các kết quả lại với nhau được chưa à, ok rồi thầy cảm ơn tùng lâm thầy cảm ơn bạn là lâm a rồi đáp án của bạn lâm a và bạn phước rất chính xác chúc mừng hai con rất tốt các bạn còn lại các con đã xử lý thành công chưa nào đã xử lý thành công chưa ạ nào phú bảo đăng tuệ linh tuấn kết quả của các con đầu cho thầy xin nào À, như vậy đáp án trong trường hợp này của Tuấn là chưa chính xác rồi ạ. À? Rồi, thầy cảm ơn Lâm C đáp án câu A của con chính xác. À, đáp án của Đăng, thầy Đăng xác nhận cho Đăng đáp án ở ý số 2. Rồi, chúc mừng bạn Đăng, đáp án của con rất chính xác rồi, rất tốt. Đáp án của Phú Bảo chuẩn rồi ạ, à? tốt. à của Tuấn thì bị nhầm mất một chút thôi rất ít không đáng kể được chưa nào vậy xin mời các con hãy quan sát này như vậy đa phần là các con đều đã nắm được cái cách thức để thực hiện một phép nhân đơn thức với một đa thức thì chúng ta sẽ thực hiện nó như sau các con quan sát này bằng nhá đầu tiên chúng ta sẽ lấy 3x bình phương nhân với 2x bình phương đó là nhân với hạng tử đầu tiên của cái đa thức trong ngoặc sau đó là trừ Bởi vì trên này của chúng ta là dấu trừ Thì đây cũng phải là dấu trừ các con nhé Trừ đi gì nào 3x bình phương này Nhân với 3x Và cuối cùng là cộng với 3x bình phương Nhân với 5 Đây là cách làm dành cho những bạn Mà các con chưa thật sự tự tin Thì các con viết chậm rãi như thế này Thế còn nếu bạn nào làm tốt rồi Thì chúng ta hoàn toàn có thể viết luôn kết quả 3x bình nhân 2x bình 3 x 2 được hệ số là 6 x mũ 2 x mũ 2 là x mũ 4 được cho các con trừ đi 3 nhân 3 là 9 vậy trừ đi 9x mũ 3 và cuối cùng cộng với 15x bình phương ok được chưa nào quý tín chưa rồi đáp án của bạn Lâm C ở ở ý B của con hình như là con đang bị thiếu mất hệ số của phần x mũ 3 Chắc là do con đánh nhanh quá có bị thiếu thôi Chứ thầy đoán chắc không phải là con không biết đúng không Rồi trong trường hợp này xin mời Bạn Đăng nào Giúp thầy xử lý cái thằng B này nào Chúng ta sẽ được cái gì nào con à, sẽ bằng Lấy 1 ừ. phần 2 x ừ. mũ 3 Nhân với cái gì trước nào con nào Nhân với cả 4 x Đúng rồi rất tốt Trừ đi 1 phần 2 x mũ 3 Nhân với 3 x và cuối cùng là cộng với 1 phần 2 x mũ 3 nhân với 1, đúng không con? Nào, và con thu gọn lại cho thầy để ra được kết quả cuối cùng nào, bằng bao nhiêu? 2 x mũ 5 2 9. x mũ 5, chính xác, trừ đi bao nhiêu ạ? À? 2 x mũ 5 trừ đi 3 phần 2 x mũ 4 3 phần 2 x mũ 4, rất tốt, tiếp tục Cộng 1 phần 2 x mũ 3 Đúng rồi, cộng 1 phần 2 x mũ 3, rất uy tín luôn, cực kỳ uy tín rồi, chúc mừng các con đã vượt qua được bài đầu tiên và với nội dung là thực hiện phép tính nhân của đơn thức với một đa thức các con nhé. Rồi, xin mời các con làm cho thầy tiếp theo bài số 5. Vẫn là thực hiện phép tính thôi. Thì chúng ta viết ngắn gọn cho thầy đó là tính. 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 Ý A của chúng ta đầu bài như sau. 1 phần 2 hai x bình phương y nhân với mở ngoặc 2xy bình phương cộng 3y trừ 2xy đóng ngoặc đấy là câu 3. Ý B của chúng ta đầu bài. xy bình phương nhân mở ngoặc 2x bình trừ 5xy trừ dx đóng ngoặc rồi, xin mời cả lớp. Các con sẽ tiếp tục có 3 phút để xử lý hai ý này, xin mời cả lớp. Làm nốt bài số 5, thầy sẽ cho các con nghỉ ngơi giữa giờ một chút. rồi thầy cảm ơn bạn phước các con cứ mạnh dạn làm nhé sai không sao hết đâu không vấn đề gì nhưng mà thầy thì thầy rất là mong muốn các con phải nỗ lực cứ mạnh dạn làm thôi ạ à. Ok, thầy cảm ơn Lâm C, thầy cảm ơn Đăng ạ. À. Ok, rất tốt. À, Tuấn bị nhầm lẫn một tí đi thôi. Bạn Tuấn nhầm lẫn một, một chút chút ở cái cái phần đơn thức đầu tiên con ạ. À. OK, rồi thầy cảm ơn uh, bạn Tuấn. Nào, à, để thầy xem nào, xem có bạn nào chưa xử lý được không như vậy là tất cả đều các con đều có phản hồi rồi rất tốt phước này lâm này đăng này yeah. tuấn này rồi ok vậy bây giờ nhá ở bài toán này thì quả thật không hề khó một chút nào chúng ta chỉ cần bình tĩnh thực hiện đúng theo quy tắc nhân đơn thức với đa thức mà thôi đúng không các con đây đơn thức của chúng ta đây chúng ta sẽ lấy thằng này nhân từng hạng tử của cái đa thức trong ngoặc nhưng lưu ý nhá ở trên là dấu cộng thì dưới là dấu cộng mà trên là dấu trừ thì dưới là dấu trừ đúng không các con vậy đến đây thầy sẽ được như sau không đã thế thầy sẽ mời một bạn giúp thầy nhá nào thầy xin mời đăng nào giúp thầy uh, ở cái câu a này Em câu a là uh... con 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 có mạnh dạn đọc luôn kết quả không? Nếu mạnh dạn đọc luôn kết quả thì đọc luôn cho thầy. Các bạn còn lại kiểm tra giúp thầy xem đăng làm có chính xác 100% không nhá. Nào. 1 ừ. phần 2 nhân 2 thì thằng này thì bay màu đúng không? 1 phần 2 x 2 bằng 1. 1 thì cho nó bay màu luôn. Vậy chỉ còn lại x với y thôi. X mũ mấy, y mũ mấy? X mũ 3, y mũ 3. Rất chính xác. Y, x mũ 3, y mũ 3. Tốt rồi. Nào. 3, 2 cộng với 3 phần 2 rất chính xác luôn phần giờ bi chưa biến là bao nhiêu Y2, Y2. đúng rồi x mũ 2 y mũ 2 và cuối cùng Y2, Y2. à, trừ đi x mũ 3 y mũ 2 rất tốt rồi cảm ơn bạn đăng à, thầy xin mời bạn uh... thầy xin mời bạn phú bảo nào giúp thầy ý b nào xin mời con uh, x nhân y mũ 2 nhân uh, 2 x mũ 2 ok trừ 5 x mũ 2 gì Yên. đây gì, gì đây gì gì đây sao không đặt luôn x y bình phương trước nó cho nó thuận mắt con có được không hay là vâng. phải đúng hay là phải đúng theo ý của con nào để thầy biết nào để thầy biết nào, <laughs> à, như nào cũng được. ok nhưng mà theo thầy ý, thì chúng ta nên đặt cái thằng đơn thức này đứng ở đằng trước đúng không? Để như vậy là nó sẽ luôn luôn đứng ở vị trí đằng trước, chúng ta sẽ không cảm thấy không bị thiếu nhá, sẽ luôn luôn kiểm soát được nó rất tốt. Vậy thằng sau nhân với 5xy đúng không nhỉ bảo nhờ? Chúng không con. Vâng. Ờ, tiếp tục là gì đây? Ờ à, x y mũ 2 à trừ x y mũ 2 nhân x đúng rồi. Nào, thu gọn thu gọn Ok, cái, cái đầu là 2 x mũ 3 y mũ 2. Chính xác. Tiếp tục. Trừ 5 x, x mũ 2 y mũ 3. Rất tốt. Tiếp tục nào. Trừ x mũ 2 y mũ 2. Ok, rồi, đáp án này của các con rất chính xác. Rồi, thầy cảm ơn Phú Bảo, thầy cảm ơn bạn Đăng nhé. Rồi, bài số 5 của chúng ta đến đây là kết thúc Xin mời các con chuyển sang nội dung bài số 6 của chúng ta Cũng rất đơn giản thôi Đó là tính tiếp Nhưng bài này thì độ phức tạp tăng lên một tí tí Nào, xin mời các con Bài số 6 của chúng ta có nội dung như sau Câu A 1 phần 2 x bình phương nhân mở ngoặc 2 phần 3 x mũ 2 trừ 2x cộng 1 phần 2 trừ đi 1 phần 3 x mũ 4 cộng 2 phần 5 x mũ 3 trừ x mũ 2 được chưa nào? Rồi, xin mời cả lớp. Sử lý cho thầy câu A này. Thời gian only 2 minutes, chỉ có 2 phút thôi. Ồ, oh, thầy quên mất nhở. lúc nãy thầy có hứa với các con là nốt bài vừa rồi nghỉ giải lao đúng không? Thôi, chúng ta nốt câu này rồi nghỉ giải lao một tí nhé. Đúng. liệu hai phút chúng ta có thành công không các con hai phút sợ hơi khó nhở hai phút là phải tính toán phải hết sức cẩn thận và tốc độ phải thật sự nhanh đúng không thầy sợ khi hai phút thầy làm cũng không ra hay chứ thế à? <laughs> mà thầy lại 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 à, để cho các con làm hai phút nhở đúng không đúng là đánh đố thế mà nếu mà các con làm được thì tuyệt vời Bạn nào thành công thì cho thầy xin kết quả nhé. OK, thầy cảm ơn thầy cảm ơn bạn Lâm à. Rồi thầy cảm ơn bạn Phước. À, trong trường hợp này thì đáp án của Lâm A đáp án của con cả hai con đang bị nhầm lẫn một chút chút không Lâm và Phước đang bị nhầm lẫn một chút rồi thầy cảm ơn bạn Đăng thầy cảm ơn bạn Đăng đáp án của bạn Đăng chính xác rồi rất tốt rất uy tín thầy đang chờ đợi kết quả của phú bảo và tuệ linh à xem xem là các con làm có chuẩn luôn không nào À, ok. Ừ. Ở đây ở đây thì Tuệ Linh ơi, thầy thấy là con có viết gửi cho thầy là đến tận x mũ 12. Liệu x mũ 12 ở đây là tại sao lại ra tận x mũ 12 nhỉ Tuệ Linh nhỉ? Sao nó ra được cái uh, lũy thừa với số mũ cao vậy con? Có nhầm lẫn gì không ạ? Có bị nhầm lẫn gì không nhỉ? Rồi, Lâm C, kết quả của con đâu? Cho thầy xin nào. Đáp án của Phú Bảo thì chuẩn rồi, rất chính xác. Chúc mừng con, rất tốt. Tuệ Linh thì đang bị nhầm lẫn một chút, khả năng là do là con bị đánh, bị nó bị do lỗi bàn phím thôi. Chứ thầy không nghĩ là nó lại có lũy thừa đến cao như này. Đúng không Tuệ Linh nhỉ? Đúng không Tuệ Linh ơi? nào thầy xin mời Tuệ linh giúp thầy nào thầy xin mời con con thưa thầy là đầu tiên thầy với nhá con nhân một phần hai x mũ hai nhân với hai phần ba x bình phương đúng không con thì ở ừ. uh, linh cho thầy hỏi này con muốn thầy sẽ viết chậm lại hay là viết luôn kết quả tức là cái thực hiện phép tính nhân này ra kết quả bằng bao nhiêu thì con sẽ muốn thầy trình bày theo kiểu như thế nào ạ? Ừ, luôn kết quả. À, nhất trí. Đồng ý luôn. Vậy kết quả của phép tính nhân này bằng bao nhiêu? À, là bằng 1 3 x mũ 4. Đúng rồi, 1 phần 3 x mũ 4. Rất chính xác. Tiếp tục nào con. À, trừ đi 1 x mũ 3 Đúng rồi, trừ đi 1x mũ 3 tức là trừ đi x mũ 3. Và tiếp tục nào. Cộng với 1 phần 4 x mũ 2. Đúng rồi, 1 phần 4 x mũ 2. Thế thằng đằng sau của chúng ta thì hoàn toàn giữ nguyên. Đang trừ đi các đơn thức ở phía sau đúng không? Cộng với 2 phần 5 này. X mũ 3 này, trừ x bình phương. Như vậy rõ ràng là các con nhìn này. Đến đây thì chúng ta sẽ cần phải thu gọn đa thức và thu gọn thì kỹ năng thu gọn đó chính là cần phải đi ghép các đơn thức đồng dạng với nhau. Vậy đây là các đơn thức đồng dạng. Thằng đầu tiên là đồng dạng với nhau, cùng là bậc 4. Thằng tiếp theo thầy sẽ sử dụng đó là x mũ 3, thì thằng này sẽ là 2 phần 5 x mũ 3. Và thằng cuối cùng thì thầy xin phép là gạch chân nhé, 1 phần 4 x bình và đang là trừ x bình phương đằng sau. Rồi, xin mời Linh nào, ghép giúp thầy nào. Thế phải là 1 phần 3 x mũ 4 trừ đi 1 phần 3 x mũ 4. Đúng rồi. Hai thằng này giống hệt nhau thì chắc chắn là bay màu rồi. Thế còn trừ x mũ 3 thì các con còn nhớ không ạ? À? Khi mà dạy các con ở cái chương trình năm ngoái thì thầy có hỗ trợ các con. Thầy khuyên là chúng ta sẽ nên viết là cộng này. Trừ x mũ 3 ở trong ngoặc. Đấy, cả lớp còn nhớ không ạ? À? Và cái việc này thì giúp chúng ta sẽ không bao giờ bị nhầm dấu cả. Sau đó là cộng với 2 phần 5 x mũ 3 ở phía sau. Đúng không con? Đúng không Tuệ Linh? Được chưa nào? Được. Rồi, tiếp tục nào còn gì nữa? Cộng với mở ngoặc 1 phần 4 x bình phương trừ x bình phương đúng không ạ? Ok, tốt rồi. Ngoặc đầu tiên bay màu đúng không? Thì còn lại đúng cái nịt thôi. Đó là không. Còn cái ngoặc thứ hai và ngoặc thứ ba nào? Linh có thể cho thầy xin kết quả được không? Ừ. Trừ x mũ 3 tức là ở đây chính là chính xác của nó chính là trừ 1 x mũ 3 đấy. Nếu như vậy con đọc là trừ 1 x mũ 3 là đúng rồi. Vậy thì chúng ta sẽ cần phải thực hiện phép tính này ở ngoài nháp nhé. Nào con nhìn này. Trừ đi 1 x mũ 3 sau đó lại cộng với 2 phần 5 x mũ 3. Vậy thì rõ ràng chúng ta có thể đặt được thừa số x mũ 3 ra ngoài làm thừa số chung. Vậy nó sẽ bằng x mũ 3 này nhân mở ngoặc âm 1 cộng với 2 phần 5. Và đến đây thì đây là phép cộng trừ của một số nguyên với một phân số. Vậy thì thằng kết quả trong ngoặc này bằng bao nhiêu Linh ơi? Trừ 1 cộng 2 phần 5 bằng bao nhiêu con nhỉ? Đúng rồi. Vậy thằng này sẽ là nhân với âm 3 phần 5 đúng không con? Mà nhân với âm 3 phần 5 thì chúng ta sẽ chuyển thằng này lên phía trước. Vậy kết quả của chỗ này đó là trừ 3 phần 5 x mũ 3 Linh ok chưa ừ. Cộng với phía đằng sau Thì cái ngoặc đằng sau là bằng bao nhiêu thì 3 phần 4 ạ Đúng rồi, trừ 3 phần 4 x bình phương Vậy thực chất kết quả cuối cùng của chúng ta Sẽ là âm 3 phần 5 x mũ 3 Và trừ đi 3 phần 4 x bình phương Cả lớp Ok chưa ạ à? Thầy thấy là rất nhiều bạn làm thành công Chúc mừng các con Được chưa nào Thế còn những bạn nào mà làm chưa thành công không sao đúng không chúng ta còn rất nhiều thời gian để ôn tập nữa cơ miễn là các con cứ cố gắng từng ngày thế là ok rồi rồi xin mời cả lớp nghỉ giải lao một chút nhá à, các con sẽ có 5 phút nghỉ giải lao bây giờ là bảy giờ ba đúng bảy giờ ba chúng ta sẽ quay trở lại với buổi học xin mời các con nghỉ ngơi Ok, rồi chúng ta sẽ tiếp tục với buổi học nào Như vậy là với nội dung của bài số 6 vừa rồi Thì các con đã thực hiện được cái phép tính Đó là phép nhân của đơn thức với đa thức Sau đó chúng ta còn ôn tập lại được cái kỹ năng đó là rút gọn đa thức Đúng không ạ? Được chưa nào? Rồi, chúng ta sẽ thêm một câu nữa của nội dung bài số 6 này nhá Đó là ý B Xin mời các con sẽ viết đầu bài cho thầy như sau B. 1 phần 3 x mũ 3 đóng mở ngoặc nhân với 2 phần 5 x bình phương trừ 1 phần 2 x cộng với 6 đóng ngoặc trừ đi. 1 phần 2 x mũ 2 đóng mở ngoặc nhân với 3 phần 4 x bình phương cộng 2 x trừ 3 đóng ngoặc rồi xin mời cả lớp hãy xử lý cho thầy ý b này thầy sẽ dành cho các con thời gian nhiều hơn so với bình thường một chút bởi vì những cái câu này nó đòi hỏi cần phải có sự cẩn thận đúng không cần phải có nhiều thời gian hơn bài này chúng ta sẽ có 5 phút cố gắng lên xin mời các con Ok Thầy vừa nháp Và thầy đã ra kết quả sau khoảng 30 giây Lúc nào các con làm được Khoảng tầm độ Một phút đến 1 phút rưỡi Mà xong thì đã là rất là ok rồi không? Tất nhiên là đối với thầy thì khả năng tính nhầm của thầy Nó là một cái sự thuận lợi Bởi vì khi thầy muốn làm bài này Thầy dùng nháp, thầy sẽ nháp rất là nhanh Ví dụ phép nhân thầy sẽ lấy luôn được kết quả này rồi cộng trừ các phân số với nhau thì thầy nhập trong đầu nên thầy nhập sẽ ra kết quả rất là chính xác và nhanh nhá được chưa nên là các con muốn đạt được cái trình độ như vậy là cần phải sự có sự rèn luyện thầy đang chờ kết quả của con đây nào để xem thầy sẽ kiểm tra à, thầy cảm ơn bạn Lâm à, cái việc mà con nhân tung nó ra thì Lâm đang bị nhầm dấu một chút nhá con đang bị nhầm dấu ở đây đó chính là nhầm ở cái thằng trừ đi 1 x mũ 3 nó phải là trừ thì con lại đang là cộng 1 x mũ 3 còn thằng cuối cùng là cộng 3 phần 2 x bình phương Thì con lại viết là trừ 3 phần 2 x bình phương Lâm ơi con kiểm tra cho thầy xem Có chuẩn không? Sau khi con nhân tung rồi thì Tuấn nhớ này, à quên lâm nhớ này con cần phải thu gọn đa thức nữa ở đây con mới nhân tung thôi chứ con chưa thu gọn nhá chúng ta cần phải thu gọn các à, đơn thức đồng dạng với nhau được chưa nào À, à. bạn bạn Phước có gửi đáp án cho thầy gần chính xác rồi sai một tí ti thôi hơi tiếc ở đây là bạn Phước hãy kiểm tra giúp thầy đơn thức có bậc là bậc 3 con hãy kiểm tra cho thầy đơn thức bậc 3 <laughs> một tí ti nữa thôi là chính xác À đấy thì ở bậc 3 thì bỏ số 2 đi ạ Ở bậc 3 thì bỏ số 2 đi Nhưng mà sao nó lại Con viết ở đây lại là Trừ x mũ 9 là thế nào nhỉ Thầy thấy chưa hiểu lắm Ở đấy là con lại đang thực hiện phép tính nhân à Đúng không con Ở đấy là Phước đang bị nhầm lẫn một tí đi đúng không Vâng Ờ à, ok Rồi thầy cảm ơn Phú Bảo Ừm uhm đáp án của Phú Bảo chính xác rất tốt à, Lâm ơi đáp án của con gửi cho thầy thì đang bị sai mất hệ số của đơn thức bậc 4 và không có đến bậc 6 nhá không có đến bậc 6 đâu ạ à. ở đây là Lâm A con đang bị nhầm mất một chút về phép nhân hai lý thừa cùng cơ số Nếu như x mũ 3 mà nhân với x mũ 2 Thì ta sẽ được là x mũ 3 cộng 2 Tức là x mũ 5 Chứ không phải là x mũ 6 nhá Lâm nhá Được chưa nào Rồi ok Thầy cảm ơn Tuệ Linh Ồ, Tuệ Linh có nhầm dấu gần như giống như bạn Lâm A luôn Ở đây là con nhầm dấu mất một tí ti Nào Được rồi Xin mời cả lớp hãy bình tĩnh quan sát ở trong lớp của chúng ta thầy đã nhận được hai đáp án của hai bạn chính xác rồi thầy đang chờ thêm của đăng nữa nào đăng ơi con xử lý thành công chưa dạ rồi ạ Vâng à, vậy có thể gửi cho thầy được không gửi cho thầy đáp án được không ạ Các con chờ một chút nhé Đăng đang gửi đáp án cho thầy Thầy xác nhận nốt Sau đó thì là thầy sẽ là người tự xử lý bài này cho các con Để các con quan sát các con chưa đăng một tí. Ừ. Ở đây thì đáp án của đăng của con chưa chính xác rồi rồi nào xin mời cả lớp hãy quan sát vào đây hãy bình tĩnh quan sát nhé nếu như mà các con xem xem thầy mà thầy xử lý thì các con sẽ có thể phát hiện ra được chỗ nhầm lẫn của mình nào xin mời cả lớp quan sát này đầu tiên thầy sẽ lấy đơn thức 1 phần ba x mũ ba thầy nhân với đa thức trong ngoặc này trước tức là nhân với từng hạt tử từ của nó vậy bước đầu tiên thầy sẽ lấy 1 phần ba Thầy nhân 2 phần 5 Được kết quả là 2 phần 15 Được không các con Thế còn x mũ 3 nhân x mũ 2 Là x mũ 5 Vậy thầy viết thằng đầu tiên Chính là 2 phần 15 X mũ 5 Ok Trừ đi 1 phần 3 nhân 1 phần 2 Là 1 phần 6 X mũ 3 nhân x là x mũ 4 các con nhé Và cuối cùng là cộng với 2 x mũ 3 như vậy phép nhân đầu tiên thầy đã nhân thành công Sau đó thầy trừ đi thằng đằng sau 1 phần 2 nhân 3 phần 4 là 3 phần 8 X mũ 2 với x mũ 2 là x mũ 4 các con nhé Trừ nhân với cộng đằng sau Vậy là trừ đi x mũ 3 Và cuối cùng là đổi dấu cộng 3 phần 2 X bình phương Nào bao nhiêu bạn bước đầu tiên này đã chính xác 100% rồi thì cho thầy cánh tay dơ lên nào tức là bước đầu tiên này các con phải nhân tung ra và chính xác 100% nhé nếu bị sai ngay từ bước này có nghĩa là các con đang bị nhầm dấu đúng không ạ à? được chưa rồi đến đây thì thầy sẽ đi thu gọn các đơn thức đồng dạng À ok bạn Tuấn bị ao ra ngoài Bởi vì mạng của nhà con có vấn đề rồi Ok không sao đâu ạ Thì nhớ nhá Những bạn nào trong lớp mà các con mạng Đường truyền của các con mà trong quá trình học Có lỗi, có vấn đề về mạng, về máy tính Thì phải nhớ là xem lại video sau buổi học nhá Sau buổi học thầy sẽ tải lên Youtube Rồi thầy gửi video cho các con Được chưa? Rồi bằng này 2 phần 15 chúng ta giữ nguyên X mũ 5 giữ nguyên Bởi vì đơn thức này có bậc cao nhất và nó không có thằng nào đồng dạng với đơn thức này cả vậy giữ nguyên được chưa Con thằng màu vàng và thằng màu vàng là hai thằng đồng dạng với nhau nhầm ngoài nháp này trừ 1 phần 6 x mũ 4 lại trừ tiếp 3 phần 8 x mũ 4 thầy sẽ đặt được x mũ 4 ra ngoài như vậy trong ngoặc còn lại là trừ 1 phần 6 trừ 3 phần 8 trong ngoặc được không các con như vậy là chúng ta cần phải tính xem là cái phép trừ âm 1 phần 6 trừ phân số 3 phần 8 này bằng bao nhiêu. Mẫu số chung là 24. Thằng đầu tiên này thầy sẽ quy đồng lên là được âm 4 phần 24. Sau đó tiếp tục trừ đi bao nhiêu đây cả lớp nhỉ? 9 phần 24. Và kết quả của nó là âm 13 phần 24. Vậy thầy sẽ là trừ 13 phần 24. X mũ 4 được chưa cả lớp. Thế còn thằng tiếp theo là dương 2x mũ 3 và trừ x mũ 3 thì đơn giản chỉ còn lại cộng x mũ 3 và cuối cùng là cộng 3 phần 2x bình phương. Bài toán kết thúc. Được chưa? Nào. Uy tín chưa? Như vậy là mấu chốt ở đây để tính toán không bị sai thì các con cần phải lưu ý hai điều. Rất nhiều bạn thầy đoán là bị nhầm ở đây, lý do là như sau. Các con quan sát này. Thầy sẽ lý giải cái bước mà các con rất hay bị nhầm. Đó chính là cái bước mà chúng ta trừ này này. Các con nhìn này, dấu này, dấu trừ. Như vậy để tránh nhầm lẫn thì thầy sẽ viết như sau. Trừ, mở ngoặc. Thầy lấy 1 phần 2 x bình phương, thầy nhân từng cái tầng hạng tử này. Thầy cho nó vào trong cái ngoặc to này. Được không các con? Để tránh nhầm lẫn về dấu. Thế còn như thầy thì thầy phá tung ngoặc được. Bởi vì như thầy thì kỹ năng của thầy tốt rồi. Thầy vừa nhân và vừa phá tung dấu ngoặc luôn như vậy thì nếu những bạn nào mà kỹ năng tốt thì các con có thể làm giống như thầy. Còn nếu không thì các con cứ làm thật chậm rãi nhá. Thầy sẽ làm lại như sau, chậm hơn. 1/2 x bình phương nhân với 3/4 x bình phương vậy là 3/8 x mũ 4, được chưa? 1 phần 2 x bình phương nhân 2 x Vậy là cộng với x mũ 3 Và cuối cùng là trừ đi 3 phần 2 x bình phương Nhưng trước nó là dấu trừ cho nên thầy phá ngoặc ra thì thầy được đây là âm 3 phần 8 x mũ 4 này. Đổi dấu là chứ x mũ 3 này. Và đổi dấu lại là cộng 3 phần 2 x bình phương này. Nào, xin mời các con bình tĩnh quan sát. Và cho thầy biết đã ok hoàn toàn chưa? Nào, có ok 100% Không. <laughs> Được chưa nào? Rồi, bây giờ chúng ta sẽ tới với nội dung của bài số 7, chính là bài cuối cùng của chúng ta trong buổi học này nhá. Nào, xin mời các con. Bài số 7 của chúng ta đầu bài như sau. Bài 7. <laughs> Yêu cầu của bài toán là hãy thu gọn và tính giá trị tính giá trị của biểu thức hãy thu gọn và tính giá trị của biểu thức chúng ta có các ý như sau ý a biểu thức a của chúng ta bằng x bình phương nhân với mở ngoặc 2x trừ 3 đóng ngoặc trừ đi 2x nhân mở ngoặc 5x trừ 3x bình phương với x của chúng ta bằng 1. Đây là nội dung ý A. À. Ý B của chúng ta đầu bài như sau. Biểu thức B bằng trừ 2x bình phương đóng mở ngoặc nhân 5x cộng 2. Trừ đi 3x nhân với mở ngoặc x trừ 3x bình phương đóng ngoặc với x bằng âm 2. Xin mời cả lớp. Hãy nỗ lực xử lý bài toán cuối cùng của bài học ngày hôm nay. Thời gian để dành cho các con là 6 phút. Xin mời cả lớp. Chúng ta có hai nội dung cần làm. Thứ nhất là phải đi thu gọn đa thức trước. Sau khi thu gọn xong thì người ta bảo rằng hãy tính giá trị của cái đa thức A khi x bằng 1 tức là thay x bằng 1 vào đa thức mà sau khi các con đã thu gọn thành công. Được chưa nào? Ý B hoàn toàn tương tự. Rồi, xin mời cả lớp hãy xử lý nó cho thầy nào. <laughs> bước rút gọn hay còn gọi là thu gọn đa thức là bước rất quan trọng các con phải làm hết sức cẩn thận nhé để rèn chúng ta kỹ năng về cái phần này Ok, thầy cảm ơn Lâm C. Ok, thầy cảm ơn bạn Phước. thầy đang nhận được ba đáp án của ba con hoàn toàn khác nhau luôn Ok, thầy cảm ơn Phú Bảo Thầy cảm ơn uh, Tuấn ạ à. Rồi, Tệ Linh ơi Con có gặp khó khăn gì không? Dạ không ạ à. Con đã xử lý thành công được IA chưa? Dạ rồi ạ à. À, okay. Vậy chưa biết đúng sai thế nào Vậy cứ bình tĩnh nha <laughs> Nào Bước đầu tiên là chúng ta sẽ cần phải thu gọn à, cái à, biểu thức a trước. Vậy thầy viết lại biểu thức a bên dưới cho các con dễ quan sát hơn nhé. A bằng này x bình phương đóng mở ngoặc nhân 2x trừ 3 trừ đi 2x nhân 5x trừ đi 3x bình phương. Vậy đến đây chúng ta cần phải nhung nhân tung nó ra. Vậy là x bình phương nhân với 2x là được 2x mũ 3 này trừ đi 3x bình phương rồi trừ đi 10x bình phương và cộng với 6x mũ 3. Thu gọn lại 2 với 6 là 8x mũ 3. Trừ 3 trừ 10 là trừ 13x bình phương. Và đây chính là đa thức A sau khi đã thu gọn thành công. Người ta bảo rằng là hãy tìm xem à, trong trường hợp này thì à, đa thức sẽ có giá trị bằng bao nhiêu nếu như x bằng 1. Đúng không ạ? Như vậy đến đây nhá. Ta thay ta thay x bằng 1 vào biểu thức a vào biểu thức a. Thì đến đây thầy sẽ có được như sau này, a bằng này 8 nhân với 1 mũ 3 trừ đi 13 nhân 1 mũ 2 và kết quả sẽ bằng bao nhiêu cả lớp nhỉ? 8 trừ đi 13 tức là âm 5. À như vậy câu A đáp án là âm -5 là đáp án chính xác các con ạ. À. Được chưa? Được chưa nào? Như vậy là trong trường hợp này là không có một bạn nào xử lý thành công. À, <laughs> Được chưa? Rồi không sao. Chuyện không thành công là chuyện bình thường. Được chưa nào? Bây giờ chúng ta sẽ xử lý ý B nhé. B của chúng ta thì như sau, B bằng trừ 2x bình phương đóng mở ngoặc 5x cộng với 2 và trừ đi 3x đóng mở ngoặc x trừ đi 3x bình phương. Vậy cần phải nhân tung hai cái à, phép nhân đơn thức với đa thức này ra. Vậy thầy nhân tung này. Trừ 2x bình phương mà nhân với 5x là trừ 10x mũ 3. Trừ tiếp 4x bình phương rồi trừ đi 3x bình phương và nhớ phải đổi dấu thằng đằng sau đó là cộng 9x mũ 3 thu gọn lại trừ 10 cộng 9 là còn trừ 1x mũ 3 trừ 4 trừ 3 là trừ 7x bình phương vậy đây là kết quả của đa thức B sau khi đã thu gọn thành công được chưa nào được chưa Người ta bảo rằng là hãy tính giá trị của biểu thức B này hay là còn gọi là đa thức B khi mà x bằng âm 2. Như vậy ta thay x bằng âm 2 vào biểu thức B thì thầy sẽ có được như sau. Nào, thầy thay nhá. B của chúng ta bằng trừ x mũ 3 tức là trừ đi à, âm 2 đóng mở ngoặc mũ 3. Rồi trừ đi 7 nhân x bình phương tức là trừ đi 2 tất cả mũ 2 lên. Vậy đến đây sẽ bằng bao nhiêu nhỉ? Trừ 2 mũ 3 là âm 8 Vậy là âm của âm 8 trừ đi 7 nhân với 4. Vậy đến đây ta sẽ được là 8 trừ đi 28. Vậy kết quả là âm 20 cả lớp nhá. Vậy thầy xem xem có bạn nào làm chính xác không? À, chúc mừng Phú Bảo. Đáp án của Phú Bảo ở câu B chuẩn rồi, âm 20. Tuy nhiên câu A của Phú Bảo vẫn bị nhầm lẫn một chút. À, Phú Bảo cho thầy hỏi là câu A thì con bị nhầm lẫn ở chỗ nào? Ở việc thu gọn đa thức hay là thay giá trị vào và bị thay sai? À, con viết con con viết dòng trên dòng dưới khác nhau ạ. À ok, rồi không sao. Vậy xin mời các con hãy chữa bài này vào trong vở nhá. Sau đó thì chúng ta sẽ kết thúc cái buổi học rèn luyện ngày hôm nay. Được chưa các con? Nào, các con cho thầy hỏi là các con có ok hoàn toàn với nội dung của uh, cái bài tập cuối cùng này của chúng ta không ạ? Các con có hiểu hoàn toàn không? nào Tuấn, Bảo, Đăng, Lâm, Lâm, Phước, Tệ Linh Để mà thu gọn thì đầu tiên, bước đầu tiên đó là phép nhân đơn thức với đa thức Các con phải thực hiện một cách chính xác Nhớ là lưu ý về dấu các con nhé Đấy. Sau khi mà chúng ta nhân tung các đơn thức với đa thức xong Thì chúng ta sẽ cần phải thu gọn Thu gọn xong thì thay giá trị của x bằng 1 bằng trừ 2 vào đa thức mà chúng ta vừa thu gọn được chưa nào ok rồi đến thời điểm này thì thầy xin chào tạm biệt tất cả các con hẹn gặp lại các con vào buổi học của tuần tiếp theo nhá được chưa nào bye bye à, thầy, ok thầy chào tạm biệt tất cả các con